Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô tiếp tục hướng dẫn các em giải bài 41 sách giáo khoa trang 27, giải các hệ phương trình sau. Chúng ta có hai hệ phương trình đúng không ạ? Vậy ở phương trình thứ nhất thì chúng ta nghĩ đến đó là dùng phương pháp thế để chúng ta thế vào đây, bởi vì các cái hệ số của x và y nó khá là phức tạp khi nó có chứa dấu căn bậc 2. Đúng không ạ? Thế còn với hệ thứ hai thì cô và các bạn sẽ cùng làm bằng phương pháp đặt ẩn phụ. Vậy lời giải chi tiết của bài này như sau. Lời giải chi tiết. Các bạn có ý A, x căn 5 trừ đi 1 cộng căn 3 y bằng 1, và 1 trừ căn 3 đóng ngoặc nhân x cộng với y căn 5 bằng 1. Ta gọi đây là phương trình 1, đây là phương trình 2 đúng không ạ? Từ 1 thì chúng ta suy ra x sẽ bằng 1 cộng căn 3 y cộng 1 chia cho căn 5. Cô gọi đây là 3. Cô thế 3 vào 2. Ta được điều gì các bạn nhỉ? Ta được là 1 trừ căn 3 đóng mở ngoặc nhân với 1 cộng căn 3 y cộng 1 trên căn 5 cộng với y căn 5 thì bằng 1. Đúng ạ. Vậy thì nó sẽ bằng, cô đóng ngoặc như này để các bạn dễ nhìn ạ. Vậy thì nó sẽ tương đương với là gì ạ? Cô quy đồng luôn ạ. Thì cô sẽ được là bằng 1 trừ căn 3 nhân với cả 1 cộng căn 3 y cộng với 1 trừ đi căn 3. Đúng ạ. Cộng với 5 y thì bằng căn 5. Tức là cô nhân căn 5 với cả hai vế. Vậy nó sẽ tương đương với là gì ạ? Trừ 2y cộng với 5y thì sẽ bằng căn 5 cộng căn 3 trừ 1. Đúng ạ? Vậy tương đương với y của chúng ta sẽ bằng căn 5 cộng căn 3 trừ 1 chia mấy các bạn? Chia 3. Có y rồi, ta thấy vào, ta tìm được. Thế y vào 3, ta được x lúc này sẽ bằng 1 cộng căn 3 nhân với y, tức là nhân với căn 5 cộng căn 3 trừ 1 trên 3 cộng với 1. Đúng ạ. Và tất cả cái này cô chia cho căn 5 đi. Vì căn 5 dưới mẫu thì cô để là chia căn 5 để các bạn nhìn đỡ phức tạp. Đúng ạ. Vậy thì nó sẽ bằng bằng gì các bạn nhỉ? Bằng 1 cộng căn 3 đóng mở ngoặc nhân với căn 5 cộng căn 3 trừ 1 cộng 3 trên 3 căn 5. Đúng không ạ? Thực hiện biến đổi, nhân tung ra các bạn thu được là gì? Nó bằng căn 5 cộng căn 15 cộng căn 3 cộng 3 trừ 1 trừ căn 3 cộng 3. Đúng ạ. Trên 3 căn 5. Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Căn 5 cộng căn 15 cộng với 5 trên 3 căn 5. Chia cả từ cả mẫu cho căn 5 thì cô thu được x sẽ bằng là gì ạ? 1 cộng căn 3 cộng căn 5 trên 3. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 1 cộng căn 3 cộng căn 5 trên 3 và căn 5 cộng căn 3 trừ 1 trên 3. Đấy là ý A đúng không ạ? Chúng ta có câu B thì điều kiện của chúng ta là x phải khác trừ 1 và y cũng khác trừ 1 đúng không ạ? Câu B. Với câu B thì chúng ta có là x phải khác trừ 1 và y khác trừ 1 đúng không các bạn? Vậy bây giờ ta sẽ đặt A bằng x trên x cộng 1, B bằng y trên với cả y cộng 1, thì ta sẽ có hệ là gì ạ? 2A cộng B bằng căn 2,
a cộng 3b thì bằng trừ 1. Thực hiện nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 2, cô thu được 2a cộng 6b thì bằng trừ 2. Vậy từ đây cô suy ra lấy phương trình dưới trừ phương trình trên, ta thu được 5b thì bằng trừ 2 trừ căn 2 đúng không ạ? Và a của chúng ta thì cô để là thành gì ạ? Trừ 1 trừ đi 3b. Đúng không ạ? Vậy nó sẽ tương đương điều gì các bạn nhỉ? Tương đương với b sẽ bằng trừ 2 trừ căn 2 trên 5. Còn a của chúng ta sẽ là trừ 1 trừ đi 3 nhân với trừ 2 trừ căn 2 trên 5. Vậy tương đương với việc b sẽ bằng trừ 2 trừ căn 2 trên 5. Và a sẽ bằng là gì các bạn nhỉ? À, đây chúng ta biến đổi thu gọn thì chúng ta sẽ có là bằng trừ 1 đúng không ạ? Nhân vào đây thì chúng ta sẽ có là trừ đi gì ạ? Trừ 6 trừ đi 3 căn 2 trên 5. Vậy tương đương với việc là b sẽ bằng trừ 2 trừ căn 2 trên 5. Còn a của chúng ta quy đồng lên thì các bạn, a của chúng ta nó sẽ bằng là trừ 5 cộng 6 thì nó chính là bằng 1 cộng với 3 căn 2 trên 5. Đúng không ạ? Vậy chúng ta xong a và b rồi thì chúng ta sẽ tương đương với là gì các bạn nhỉ? X trên x cộng 1 thì bằng trừ bằng a đúng không ạ? Vậy nó sẽ bằng là 1 cộng với 3 căn 2 trên 5. Y trên y cộng 1 nó sẽ bằng trừ 2 trừ căn 2 trên 5. Đúng ạ? Vậy tương đương với x sẽ bằng x cộng 1 nhân với 1 cộng 3 căn 2 trên 5. Và y sẽ bằng y cộng 1 nhân với trừ 2 trừ căn 2 trên 5. Vậy chúng ta sẽ tương đương với điều gì ạ? Tương đương với 5x thì sẽ bằng x cộng 1 nhân với 1 cộng 3 căn 2. Và 5y sẽ bằng y cộng 1 nhân với trừ 2 trừ căn 2. Đúng ạ? Vậy tương đương với cuối cùng x của chúng ta sẽ bằng 1 cộng 3 căn 2 trên 4 trừ 3 căn 2. Và y sẽ bằng trừ 2 trừ căn 2 trên 7 cộng căn 2. Vậy hệ phương trình đã cho có nghĩa. Hệ phương trình đã cho Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là gì các bạn nhỉ? Là gì ạ? 1 cộng 3 căn 2 trên 4 trừ 3 căn 2 và trừ 2 trừ căn 2 trên 7 cộng căn 2. Thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập số 41 sách giáo khoa trang 27.